Ôi, kiểu thoải mái quá. Đồ gì vậy? Chỗ này gì đẹp đấy? Thôi nào, thôi đi, anh bị bệnh rồi à? Tôi vừa xả ra đấy, không sợ à? Sông ca không có cách nào, con cá lớn muốn ăn tôi phải trốn. Được rồi, con cá đen vừa rồi hình như đã bơi qua kia. Được rồi, anh và bạn của anh ra đi. Chỗ này rất thoải mái, tôi phải ở đây luôn. Đến biệt thự nhé. Này, làm gì vậy? Sao lại vào thêm một con nữa? Vãi, Hải Sâm này sao ở đây còn có cá nhỏ nữa? Thứ này gọi là cá chép đều trốn tránh sứ giả đất liền chạy đến hoa cúc của Hải Sâm để trốn. Một số trong số chúng vẫn đang sinh sản bên trong.